đó dịch bọn anh em mà đi lên mua xe không được, ở xa cái nổ cọc cái ship tận nơi không gặp được thì chịu khó lên Sài Gòn mua giúp Hiếu cái nha. Rồi để mình gần tới rồi, mình tới là mình sẽ quay phim tiếp cho anh em cái cuộc hành trình mình giao nha anh em. Rồi tạm thời mình cắt video đây nha. Rồi bye anh em. Thử ra cái này ru 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 thôi nha. Căng rồi kìa. Đây thôi. Sợ không lấy du lịch đi chứ, tại vì hồi chiều tính đi xe tải, sợ lên nó chặn thua lần hai xe chết luôn. Xe này anh dọn ở sau, anh chết được hai xe. Không, một chiếc rồi. Một chiếc thôi. Được rồi, tiền thôi, nói gì nữa. Ok, ok. Đây thì biển số kìa. Mai đi bọc lại nha. Xin chào 500 anh em, mình là Don Phan Hiếu. Bên mình chuyên bán xì bo size Z nha anh em. Đây bữa nay mình đang ngày này ngày 26 tháng 6 2021 mình đang đi lên cửa khẩu Mộc Bài. Đây là giáp này cửa khẩu, đây cái đường này đường về Bến Cầu Tây Ninh. Mình giao cho anh em con xì bo xanh 2 đĩa nha anh em. Full zin. Đây là cuộc hành trình. Đây anh em ở xa dịch bọng, anh em về xuống đi mua không được, anh em cứ nổ cọc ở xa, nổ cọc nha anh em. Nổ cọc cái ship tận nơi. Không cọc được cứ lên thành phố mua trực tiếp nha anh em. Đó,